xe, nói chung chắc xe liền lạc nha anh em. Máy chiến đi cực kỳ nhẹ luôn. Máy chắc nha anh em. Lên ra xuống ra còn cỏ. Đầu nồi còn luôn nha anh em. Bô này chặt lẻm à, bô bén mọi người, âm thanh rất là bén nha. Tí hơi nhỏ để hoàn chỉnh lớn chút. Đầu không kêu luôn anh em. Máy nè đang nổ nha anh em. Máy là bao im cho đây luôn nha. Không gõ không kêu gì luôn mọi người. Máy này quá chắc anh em. Âm hỉnh à. Đi nhẹ đó nè, đi tên tên. Qua ăn Tết rồi nha, anh em yên tâm. Anh em mà lên chiếc này bảo đảm bao ghiền. Xe dành cho anh em đi làm, đi gia đình thì ok nha. Tiết kiệm xăng luôn nè. Nhỏ gọn nè. Hello, Quang xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại cái kênh Quang xe máy nha anh em. Thì theo lời yêu cầu của anh em kêu Quang quay những xe mà tầm giá mười mấy triệu cho anh em. Quay Alpha, máy Gin, bích đầu nồi, áo theo xe. Xe sạch sẽ liền lạc nha mọi người. Thì hôm nay Quang sẵn có một chiếc, Quang quay cho anh em nha. Anh em xem video, nếu thấy video hay thì cho Quang xin một lượt đăng ký kênh, dầm nút like nha anh em, để Quang có động lực làm video cho anh em xem nha. Chiếc này là quay Alpha, máy chiến đi đầm chắc, bốc nữa mọi người. Quang test rồi nha. Thì đầu tiên Quang sẽ đi một vòng chiếc xe này cho anh em khảo. Máy Gin bích đầu nồi, bô theo xe anh em. Tem mới nha mọi người. Chiếc này Quang bán mười mấy triệu nha anh em. Mười mấy triệu cũng hơi lớn nha anh em. Anh em thích chiếc này thì alo cho Quang. Số điện thoại 0909584394. Số điện thoại này có Zalo luôn nha anh em. Mở yên cho anh em xem bên trong nha. Xe này thì sườn Gin đẹp. Một chút nữa thì Quang sẽ buông cặp bửng này ra quay cho anh em và kiểm tra đách áo nha. Bình xăng nè, bình xăng Gin nha anh em. Đế này sẽ được đế 99 luôn mọi người, Quang cũng hiểu nữa. Cản còn nha anh em. Bạc đùm nè, bạc đùm còn nè, gắp còn nè, phổ còn anh em. Chỗ nào sơn lại Quang sẽ nói sơn trên đây nha. Cầu gấp nè, không có mục mọt nha mọi người.
cái bộ thử xe rất đẹp nha, tiếng nổ rất là giòn luôn. Hồi quan sẽ nổ máy cho anh em nha. Dưới nè, không một ngọt nha nè. Chiếc này mua đi làm của anh thấy vô tư luôn nè, chạy vô tư luôn, khỏi lo nghĩ, chạy sướng nhẹ lắm. Máy chiến đi đầm chắc, bốc nữa mọi người. Quang test rồi nha. Thì đầu tiên Quang sẽ đi một vòng chiếc xe này cho nên tham khảo. Áo này là áo theo xe nhưng có sơn lại nha anh em. Sơn rất đẹp nha. Máy ghim bít đầu nồi. Bô theo xe anh em. Tem mới nha mọi người. Vì đây lý do vì sao Quang nói xe khá liên lạc anh em. Chiếc này Quang bán mười mấy triệu nha anh em. Mười mấy triệu cũng hơi lớn nha anh em. Anh em thích chiếc này thì alo cho Quang. Số điện thoại 0909 584 394. Số điện thoại này có Zalo luôn nha anh em. Mở yên cho anh em xem bên trong nha. Xe này thì sườn zin đẹp. Một chút nữa thì Quang sẽ buông cặp bửng này ra quay cho anh em và kiểm tra đách áo nha. Bình xăng nè, bình xăng zin nha anh em. Đế này sẽ được đế 99 luôn mọi người, Quang cũng hiểu nữa. Cản còn nha anh em. Bạc đùm nè, bạc đùm còn nè, gấp còn nè, bột còn anh em. Chỗ nào sơn lại Quang sẽ nói sơn cho anh em nha. Cầu gấp nè, không có bột ngọt nha mọi người. Cái bộ thử xe rất đẹp nha, tiếng nổ rất là giòn luôn. Hồi Quang sẽ nổ máy cho anh em nha. Dưới nè, không bột ngọt nha anh em. Chiếc này mua đi làm của anh thấy vô tư luôn anh em, chạy vô tư luôn, khỏi lo nghĩ, chạy sướng nhẹ lắm. Vừa rồi Quang nằm ở bửng ra nha anh em, Quang sẽ quay bên trong sườn này kia cho anh em kiểm tra nha. Sườn xanh đẹp không một mọt nha mọi người. Mô men chưa ra nha nè. Đầu lòng bao bít cho anh em nha. Con chân lòng nè mọi người. Sẽ khô gáo nha anh em. Máy zin chắc, giá mười mấy triệu vừa chơi cho anh em nha. Cái bộ này rất đẹp nha mọi người.
xuôi này. Mở ra vậy chịu khó mở ra xíu mà anh em xem được bên trong xô này kia nha. Đầu HV anh nha anh em. Đời 24. Lá cờ còn luôn nè. Xăng sơn kim nha anh em. Áo theo xe chạy cuối mọi người. Cặp bẩn này nha anh em, cặp bẩn 2 năm luôn nha. Cặp bẩn nặng chịu luôn nè, về mo. Tháng 4 2 năm. Để qua xem đát bữa này nha. Bữa này cũng 2 năm nha anh em. Honda còn luôn nè. Đèn này còn luôn nha. Về đây. Hai năm luôn nha anh em. Tháng 4 2 năm. Di động đẹp nha mọi người. Đồng hồ. Đồ đèn nha anh em. Đồ đèn tháng 4 2 năm nha mọi người. Về đây. Hai năm luôn nha anh em. Tháng 4 2 năm. Còn đi cặn cái mình cho anh em xem này. Áo này tiêu có sơ lợi nhưng rất đẹp nha mọi người. Đồ bóng nè, rất là đẹp nha nè. Tem này tem mới nha anh em. Như được cái áo theo xe mọi người, cũng cứng cáp. Xăng nha. Xe nói chung chắc xe liền lạc nha anh em. Rồi đẩy sát máy vô luôn nha. Xe lớn chưa ra nè. Đèn cày này kia có sữa nha anh em. Đèn cày có sữa. Tumbo mình thấy còn nè. Đùm này khả năng cũng còn nha anh em. Anh em cùng xem với Quang nha.
Nhưng đèn cày chắc chắn là có sữa rồi. Dành thì không một mọt nha em. Dành này dành thai, trước sau thai cặp của hãng CKTL. Dành này cũng dành tốt quá nè. Dành này chắc cũng mới thai thôi nha mọi người. Chủ Honda của hãng còn. Nhìn sao nè. Dành có tem chống hàng giả nha nè. Bạc cấp bạc te còn nha nè. Đuôi cá này còn nè. Lóc thì có sữa. Sữa cái mặt này nè. Chị này còn nha. Chống ngang, chống ngang, chống giữa. Chống giữa còn. Chống ngang thay rồi nha mọi người. Nhìn cái gác chân ngang thì còn nè. Còn dễ biết đâu nè. Sơn lốp màu xanh trong nè. Đầu số máy 50. Nói chung anh em nào không quá khắt khe á thì mua chiếc này làm chân đi là quá ok nha nè. Bị số tạm thôi nha mọi người. Đẹp long lanh thì không long lanh đâu nè, nhưng mà nó đều xe. Má chắc cực kỳ luôn, im nữa. Nồi là còn tiết chả nha nè. Thì thầm luôn mọi người. Bây giờ Quang sẽ mở bửng ga quay bên trong cho anh em quay xuồng này kia nha. Rồi, vừa rồi Quang vừa đi sơ lược một vòng chiếc Alpha D24, máy ghim bích, áo theo xe, máy cực kỳ im, xe đi đầm nhẹ. Giá hiện tại chiếc này là mười mấy triệu lớn nha anh em. Anh em có nhu cầu thì alo cho Quang, hoặc là Zalo luôn nha, số điện thoại là 0909584394. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video của Quang nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Quang nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.